Xin chào anh chị, hiện tại mình đang đứng ở đây là thuộc ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. À, ngay bên cạnh mình đây này, đấy anh chị nhìn thấy cái vườn cao su này, này này, toàn bộ khu vực rộng lớn này đó là đất dành cho khu công nghiệp tập trung 4.200 hecta anh chị nhá. Đó, đây, à, bên này là khu công nghiệp này, đó, còn bên này là đất của dân này anh chị nhá. Đó, cứ đi thẳng đường này ra là đi khoảng chừng cây mốt cây hai số là mình ra được tuyến số 3 anh chị nhá. Rồi ra được ủy ban Tân Hòa, rồi đường nhựa liên huyện À, nối dài từ cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2 đi DT753 thì ra tuyến số 3 là một cây hai số thì ra đường nhựa đó cũng khoảng một cây hai số anh chị nhá. Ở ủy ban Tân Hòa trường học khu dân cư ngoài đó khoảng đâu đó khoảng từ cây rưỡi hai cây số theo hướng này anh chị nhá. Đó, còn quay lại đây. Mình đi khoảng một cây số thôi mình tới tuyến số 2 anh chị nhá. À, đi khoảng 3 cây số là mình tới được cụm công nghiệp hai à, cây rưỡi số thôi hai cây rưỡi đến ba cây số đúng rồi. À, à, tới được cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2 anh chị ha rồi đi về trung tâm hành chính huyện Đồng Phú, rồi là về DT741 đi Phú Giáo Bình Dương, đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ anh chị nhá. Đấy, một lần nữa mình nhắc lại nhé Bên này là đất dành cho khu công nghiệp 4200 ha, khu công nghiệp tập trung anh chị nhá. nó chỉ cách đất của dân là cái con đường này thôi anh chị nhé Còn bên này đất của dân này à, anh chị nhá à, anh chị ha rồi ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một miếng đất rồi giá cực kỳ tốt anh chị nhá anh chị nào mà muốn có diện tích rộng và số tiền ít thì cái miếng này là phù hợp anh chị ha là cái miếng này đó miếng vườn điều đó đó anh chị nhá thì cái đất này là năm ngàn năm trăm mét vuông nghĩa năm sáu rưỡi anh chị nhá ông chủ này ông cắt 10 mét mặt đường này này đó bắt đầu từ cái cái cây này sang bên này là 10 mét anh chị ha 10 mét mặt đường đi sâu đến vườn điều đó và nó nở ra là năm sáu rưỡi anh chị ha năm sáu rưỡi anh chị nhé đối diện với khu công nghiệp tập trung bốn hai trăm của 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 huyện đồng phú này anh chị nhé đó. đó thì anh chị nào có uh, số tiền uh, dưới hai tỷ trên một tỷ là miếng này người ta bán giá khá là tốt anh chị ha còn giá chi tiết thế nào anh chị cứ liên hệ cho mình Đấy, anh chị nhá mình đang đứng ở đây là đầu đất nhá mình xin phép mình không đi xuống dưới đó nhá hôm nay chiều nay huyện đồng phú chúng ta mới mưa xong mới mưa xong nên là là đất nó rất là lầy lội anh chị này anh chị ha một lần nữa mình chia sẻ lại nhé 10 mét mặt đường à, 10 mét mặt đường đối diện khu công nghiệp 4.200 hecta đường này sau này mình cũng nghĩ nó là một cái đường à, vành đai của khu nghiệp đấy anh chị nhé, bên này đất của dân bên kia đất khu nghiệp anh chị nhá đối diện khu nghiệp luôn rồi đi thẳng xuống vườn điều kia 100m sâu vào 100m nở hậu ra 5.500 mét vuông 5 sào rưỡi giá thì rất là tốt nhé, đó dưới 2 tỷ trên 1 tỷ thì chắc chắn là khi anh chị mà điện cho mình mình sẽ báo cái giá rất tốt cho anh chị anh chị ha đấy anh chị nhé ừ, ấp đồng chắc xã tân hòa huyện đồng phú tỉnh bình phước anh chị ha ừ, giá cực kỳ tốt nhá anh chị nhá đó còn à, dân cư à? từ đây từ đây thì anh chị đi một chút cái đường này đổ bê tông gần và đến đây rồi này anh chị đi khoảng chừng 600m nữa ra ngoài đó là dân cư rất là đông đúc luôn đó, rồi đường bê tông rồi đi một chút nữa khoảng hơn cây số nữa là ra đến tuyến số 3 rồi ra đường nhựa lên huyện Tân Hoa rồi à, đi hai cây số là mình tới được ủy ban trường học trung tâm huyện à, trung tâm xã Tân Hoa rồi anh chị nhé anh chị ha à, à, đường này một lần nữa mình chia sẻ lại đây đất khu nghiệp bốn à, hai hecta đi tuyến số 2 đi dt 41 đi trung tâm hành chính huyện à, đi à, 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 khu, à, à, khu cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến hai anh chị ha à. đó một lần nữa mình chia sẻ lại nhá miếng đất này có 10 mét mặt đường này đi sâu xuống dưới kia nở hậu ra đó, sâu 100 m là tới vườn điều đó nở hậu ra là 5.500 m2 5 sào rưỡi anh chị ha Đấy. À, giá bán người ta thì dưới 2 tỷ trên 1 tỷ một chút thôi anh chị nhé Thì anh chị cứ liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị ha Để mình à, à, gửi sổ, gửi gửi sổ, gửi quy hoạch cho anh chị và báo giá chi tiết cho anh chị anh chị nhé Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Len Để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Len, anh chị ha Một lần nữa xin cảm ơn